Thưa quý vị, với 470 trên 475 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vào sáng ngày 24 tháng 6. Theo đó, Quốc hội đồng ý kéo dài thời hạn thị thực visa điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh nhiều lần, nâng thời hạn tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết việc nâng thời hạn đơn phương miễn thị thực lên 45 ngày là đạt mức trung bình trong khu vực, qua đó sẽ nâng cao tính cạnh tranh trong khu vực của Việt Nam trong thu hút du khách, tạo thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch quốc tế. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ nguyên như dự thảo luật do Chính phủ trình. Đối với luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Quốc hội đã thông qua đề nghị bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu phổ thông. Về điều khoản thi hành, luật vừa thông qua cũng quy định giấy tờ xuất nhập cảnh đã cấp cho công dân trước ngày luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong giấy tờ xuất nhập cảnh. Trường hợp công dân đề nghị cấp giấy tờ xuất nhập cảnh nhưng chưa được cấp khi luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng quy định của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 để giải quyết. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, sáng nay ngày 24 tháng 6, tiếp tục ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề để đại biểu Quốc hội nêu. Thông tin từ Bộ Công an, hiện nay mỗi xã có 5 đến 6 cán bộ công an. Sắp tới, ở các địa bàn phức tạp về an ninh sẽ bố trí mỗi xã có một cán bộ an ninh. Nếu địa bàn phức tạp về ma túy, có chuyên gia về ma túy, có thể phải có cán bộ điều tra để giải quyết tin báo tố giác tội phạm theo quy định. Về thủ tục hành chính, cũng phải có người tăng cường. Do đó, nhiều công việc như vậy nên công an không đủ lực lượng, một người phải kiêm nhiệm nhiều việc. Chính vì vậy, phải cần lực lượng để hỗ trợ. Chủ trương tăng cường công an chính quy về xã là để thực hiện nhiệm vụ đó. Tuy nhiên, công an xã chưa đủ để đảm bảo an ninh, an toàn mà phải vận động quần chúng nhân dân cùng tham gia cải cách hành chính phục vụ nhân dân ngay tại cơ sở. Phát biểu đóng góp ý kiến ở nghị trường, nhiều đại biểu đồng thuận với việc cần phải xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để tham gia giúp công an. Chính quyền nắm tình hình, phát hiện các mâu thuẫn trong nhân dân, các loại tội phạm để giải quyết. Bên cạnh đó, ở cấp xã có rất nhiều việc phải làm, từ cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, giải quyết mâu thuẫn, quản lý cải tạo người phạm tội, người được tha tù. Thực tế về mặt pháp lý đã có nhiều quy định nhưng chưa có luật nào quy định cụ thể riêng cho lực lượng này. Đây là lực lượng đang hiện hữu, đang làm nhiệm vụ ở cơ sở liên quan đến quyền tự do dân chủ của người dân nên nếu không được quy định trong luật thì sẽ không đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, tiến tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7, sáng nay tại Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 đồng tổ chức lễ hưởng ứng chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ năm 2023. Đây là hoạt động ý nghĩa tạo kinh phí cho hoạt động tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Chương trình nhắn tin tri ân đã bước sang năm thứ 72 thực hiện và nhận được gần 10 tỷ đồng tiền ủng hộ bằng cách nhắn tin trực tiếp vào tổng đài hỗ trợ. Số tiền này đã được sử dụng trực tiếp vào việc hỗ trợ giám định ADN, tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn. Riêng trong năm 2022, chương trình đã có hơn 137.000 lượt tin nhắn, tổng giá trị gần 3 tỷ đồng. Trong chương trình tri ân liệt sĩ năm 2023, quý vị khán giả có thể soạn tin nhắn TALS gửi 1405, mỗi tin nhắn có giá trị 20.000 đồng. Đây sẽ là món quà, là nghĩa cử để đền đáp nghĩa, để gửi tới những người có công với cách mạng, những người đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc. Thời gian nhắn tin sẽ diễn ra từ 0 giờ ngày 23 tháng 6 đến hết 24 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục đồng hành với hơn 95.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Sáng nay, hàng ngàn sinh viên tình nguyện đã tham gia lễ ra quân chương trình tiếp sức mùa thi năm 2023. Sức trẻ và tinh thần xung kích của các sinh viên, thanh niên tình nguyện đã sẵn sàng để hỗ trợ hết mình cho các sĩ tử có một kỳ vượt vũ môn thành công.
Đây là năm thứ tư Ngọc Diễm tham gia hỗ trợ tiếp sức mùa thi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã ra trường và đi làm, nhưng mỗi mùa thi đến, tinh thần xung kích lại như thôi thúc em đăng ký tham gia. Công việc tình nguyện tiếp sức sĩ tử giờ đây có vẻ nhẹ nhàng hơn 7 hay 10 năm về trước. Nhưng với Diễm, được trải nghiệm, cống hiến và quan trọng nhất là ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của thí sinh là điều khiến em hạnh phúc. Vẫn muốn giữ được cái niềm vui của mình mỗi hè khi mà các bạn thí sinh đi học. Thì em muốn mình được đứng đó, được bắt chọn khoảnh khắc của các bạn thí sinh, là các bạn sinh viên tình nguyện và phụ huynh nữa. Với em thì em nghĩ là tiếp xúc cho các bạn giống như bản thân mình, tiếp xúc cho chính bản thân mình vậy. Tại vì mình đã cũng đã từng trải qua những cái kỳ thi như thế này. Và khi em thi cũng có những người tiếp xúc cho em, thì bây giờ em cũng tiếp xúc lại cho các bạn. Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đăng ký của hơn 55.000 sinh viên. Ban tổ chức đã chọn ra hơn 3.000 sinh viên tham gia hỗ trợ trực tiếp tại các điểm thi và hỗ trợ điều tiết giao thông tại các giao lộ trọng yếu. Bên cạnh đó, chương trình còn triển khai hoạt động trực tuyến với 10.000 lượt sinh viên xác nhận tham gia hỗ trợ thí sinh trên nền tảng mạng xã hội. Đây là năm thứ 22 chương trình tiếp sức mùa thi được nhân rộng trên toàn quốc và là năm thứ 8 thay đổi cách thức tổ chức hỗ trợ thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài các câu chuyện trực tiếp thì còn bằng các cái hình thức trực tuyến thông qua 6 cái hoạt động trọng tâm ở trên mạng. Qua đó thì cũng thu hút hơn 4 triệu lượt các bạn sinh viên tình nguyện cũng như là các bạn thí sinh sinh viên trên cả nước để tham gia. Đối với nội dung hỗ trợ trực tuyến thì bên cạnh đó cũng có một các hoạt động dành cho các anh chị du học sinh, các anh chị là giới văn nghệ sĩ có cái tầm ảnh hưởng. Thì thông qua đó thì các anh chị cũng hỗ trợ đồng hành cũng như là cổ vũ hơn dành cho các em thí sinh trong cái đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mỗi năm cảm xúc một hoàn toàn mới, đặc biệt là năm nay mình có cái cảm giác là mình trẻ trung, cái sự trẻ trung năng động hơn hẳn. Có lẽ là do bản thân Thi Long cũng đang muốn trẻ lại để bắt kịp cái chất Gen Z, nhưng một phần nữa đó là do cái tổ chức chương trình của đợt này chúng ta đã lồng ghép rất là nhiều nội dung và chúng ta đã có một cái sự thay đổi trong những hoạt động hiện hữu. Thì những cái thay đổi đó thực sự là nó mang không chỉ là mang cái dấu ấn của công nghệ, không mang những của chất trẻ mà còn mang rất là nhiều dấu ấn của cái thời đại mới. Với các nội dung hỗ trợ trực tiếp, chương trình tiếp sức mùa thi 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai hoạt động với 18 đội tình nguyện, gồm hơn 18.000 lượt sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh tại 156 điểm thi và điều phối giao thông trên địa bàn 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức.